ăn khuya nên hay không nhỉ? Đây là một câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta đã tự hỏi vào một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Chắc hẳn nhiều bạn cũng giống mình, đôi lúc tự hỏi. Tối rồi mà bụng réo quá, ăn chút gì hay nhịn cho khỏe? Đặc biệt là khi bạn đã có một ngày dài làm việc mệt mỏi và chỉ muốn thư giãn trước khi đi ngủ. Thực ra, câu trả lời rất đơn giản. Còn tùy, tùy vào tình trạng cơ thể và nhu cầu dinh dưỡng của bạn vào thời điểm đó. Nếu vừa ăn tối nờ nê cách đây vài tiếng, thì ăn khuya chẳng cần thiết, lại còn dễ bị đầy bụng, khó tiêu. Điều này có thể làm bạn cảm thấy nặng nề và khó chịu, ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Ngược lại, nếu bụng đói con cào, lăn trần mãi chẳng ngủ được, thì một bữa ăn nhẹ, tốt cho sức khỏe sẽ là vị cứu tinh cho giấc ngủ ngon. Một bữa ăn nhẹ có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà nhớ nhé, ăn khuya chỉ nên là giải pháp bất đắc dĩ khi bạn thật sự đói thôi. Đừng biến nó thành thói quen hàng đêm vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn về lâu dài. Ăn quá nhiều vào buổi tối dễ bị tăng cân, rối loạn tiêu hóa, lâu dần còn ảnh hưởng đến tim mạch nữa đấy. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại mà còn có thể gây ra những biến chứng nghiêm trọng trong tương lai. Tóm lại, hãy lắng nghe cơ thể mình bạn nhé. Ăn khi đói, dũng khi nợ và nhờ chọn những món ăn tốt cho sức khỏe để đảm bảo giấc ngủ ngon, tràn đầy năng lượng cho ngày mới. Hãy chọn những thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít calo và dễ tiêu hóa để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp bạn bắt đầu ngày mới với tinh thần sảng khoái và năng lượng dồi dào. Ngoài ra, nếu bạn cảm thấy đói vào ban đêm, hãy thử uống một ly nước trước. Đôi khi, cảm giác đói có thể là do cơ thể bạn thiếu nước. Uống nước có thể giúp bạn cảm thấy nợ hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Cuối cùng, hãy thử các phương pháp thư giãn khác như đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc thực hiện các bài tập giãn cơ nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Những hoạt động này có thể giúp bạn thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không cần phải ăn khuya. Hãy nhớ rằng, một giấc ngủ ngon và một chế độ ăn uống lành mạnh là chìa khóa để có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Chúc bạn có những giấc ngủ ngon và những bữa ăn lành mạnh. Lựa chọn bạn đồng hành cho giấc ngủ ngon. Một giấc ngủ ngon không chỉ phụ thuộc vào chiếc giường êm ái hay không gian yên tĩnh, mà còn liên quan mật thiết đến những gì chúng ta ăn trước khi đi ngủ. Vậy, nếu cơn đói ập đến, chúng ta nên rủ ai cùng đi ngủ nhỉ? Đừng lo lắng, có rất nhiều lựa chọn thực phẩm giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không gây hại cho sức khỏe. Hãy ưu tiên những thực phẩm giàu tryptophan, một loại axit amin giúp cơ thể sản xuất serotonin và melatonin, hai hormone vàng cho giấc ngủ. Những thực phẩm này không chỉ giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà còn giúp giấc ngủ của bạn sâu và ngon hơn. Chuối nè, sữa ấm nè, những thực phẩm này không chỉ dễ tìm mà còn rất dễ chế biến. Chuối chứa nhiều vitamin B6 giúp cơ thể sản xuất melatonin, trong khi sữa ấm giúp thư giãn cơ bắp và tạo cảm giác thoải mái. Yến mạch nè, hạnh nhân nè, hạt bí ngô nè, tất cả đều là những thực phẩm giàu tryptophan và magie, giúp cơ thể thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đều là những ứng cử viên sáng giá. Bạn có thể kết hợp chúng thành một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ để đảm bảo giấc ngủ của mình được trọn vẹn. Bên cạnh đó, đừng quên bổ sung carbohydrate phức hợp, nguồn năng lượng được giải phóng từ từ, giúp bạn nợ lâu và ngủ ngon giấc. Bánh mì nguyên cám, khoai lang, ngũ cốc nguyên hạt. Những thực phẩm này không chỉ giúp bạn cảm thấy nợ lâu mà còn giúp duy trì mức đường huyết ổn định trong suốt đêm, là những lựa chọn tuyệt vời. Bạn có thể thử một bát ngũ cốc nguyên hạt với sữa hoặc một lát bánh mì nguyên cám với bơ hạnh nhân trước khi đi ngủ. Cuối cùng, hãy tránh xa caffeine, đồ uống có con và thức ăn nhiều đường, dầu mỡ. Những chất này không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ mà còn có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe khác. Bọn chúng có thể khiến bạn khó ngủ, trằn trọc, thậm chí gặp ác mộng nữa đấy. Hãy lựa chọn thực phẩm thông minh để có một giấc ngủ ngon và sức khỏe tốt hơn. Bí quyết ăn khuya chuẩn bài. Để ăn khuya vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe, hãy bỏ túi ngay những bí quyết sau. Thứ nhất, hãy ăn tối thiểu 2 giờ trước khi đi ngủ. Điều này không chỉ giúp cơ thể có đủ thời gian để tiêu hóa thức ăn, mà còn giúp bạn có một giấc ngủ ngon hơn. Khi ăn quá gần giờ đi ngủ, cơ thể sẽ phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa, dẫn đến giấc ngủ không sâu và dễ bị tỉnh giấc giữa đêm. Khoảng thời gian này giúp thức ăn được tiêu hóa, tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu. Bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn và không bị cảm giác nặng nề khi nằm xuống giường. Thứ hai, hãy ăn một lượng vừa phải, chỉ đủ để xoa dịu cơn đói, tránh tình trạng ăn quá nọ, khó ngủ. Một bữa ăn nhẹ nhàng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn và không gây áp lực lên dạ dày. Hãy chọn những món ăn nhẹ như trái cây, sữa chữa hoặc một ít hạt. Thứ ba, hãy chọn những món ăn dễ tiêu hóa,
tránh những món ăn nhiều dầu mỡ, cái nóng, dễ gây khó tiêu, ở chứa. Những món ăn này không chỉ làm bạn cảm thấy khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Thay vào đó, hãy chọn những thực phẩm như bánh mì nguyên cám, trái cây tươi hoặc một ly sữa ấm. Cuối cùng, hãy tạo thói quen ăn uống điều độ, tránh việc thường xuyên ăn khuya để đảm bảo sức khỏe tổng thể. Việc duy trì một lịch trình ăn uống hợp lý sẽ giúp cơ thể bạn hoạt động hiệu quả hơn và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tiêu hóa. Hãy nhớ rằng, ăn khuya không phải là thói quen xấu nếu bạn biết cách thực hiện đúng cách và chọn lựa thực phẩm phù hợp. Lời kết, lựa chọn thực phẩm trước giờ ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe và giấc ngủ của mỗi chúng ta. Hãy lắng nghe cơ thể, lựa chọn thông minh và tạo thói quen ăn uống lành mạnh để mỗi đêm đều là một giấc ngủ ngon nhé.